Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Ý tưởng lạ lùng của Chúa Giêsu. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 38 đến câu 48. Các con có nghe lời dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng ta bảo các con đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin hãy cho, ai mượn của con thì đừng từ chối. Các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình, thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 42. Ai xin, hãy cho, ai mượn của con thì đừng từ chối. Trong suốt 15 năm, Mike Borden đã tổ chức những buổi gặp gỡ đầy hận thù tại cửa hàng kỹ vật của mình ở một thị trấn nhỏ. Nhưng đến năm 2012, khi vợ ông bắt đầu đặt câu hỏi về sự tham gia của ông, thì ông đã mềm lòng. Ông nhận ra mình đã sai khi có những quan điểm phân biệt chủng tộc và ông không muốn là người như vậy nữa. Nhóm binh sĩ đã trả đũa bằng cách đuổi gia đình ông ra khỏi căn hộ mà họ đã thuê từ một thành viên trong nhóm. Ông đã tìm sự giúp đỡ ở đâu? Thật đáng ngạc nhiên, ông đã đến với một mục sư da màu ở địa phương, người mà ông đã xung đột. Vị mục sư đó và hội thánh đã cung cấp chỗ ở và lương thực cho gia đình Mai trong một thời gian. Khi được hỏi vì sao lại đồng ý giúp đỡ, mục sư Kennedy đã giải thích: Chúa Giêsu đã làm những điều rất lạ lùng. Vì vậy, khi đến lúc cần giúp thì bạn hãy làm điều Chúa muốn bạn làm. Sau đó, Mai đã phát biểu tại hội thánh của mục sư Kennedy và xin lỗi cộng đồng da màu vì đã dự phần vào việc lan tỏa hận thù. Chúa Giêsu đã dạy những ý tưởng lạ lùng trong bài giảng trên núi: Ai xin, hãy cho, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Đó là lối suy nghĩ khác biệt mà Chúa kêu gọi chúng ta làm theo. Dù có vẻ là yếu đuối, nhưng thật ra là hành động bày tỏ sức mạnh của Đức Chúa Trời. Đấng dạy dỗ chúng ta chính là đấng ban cho chúng ta năng quyền để sống cuộc đời khác biệt trong bất kỳ cách nào mà Ngài muốn. Bạn sống theo lời dạy của Chúa Giêsu thế nào trong việc ban cho và yêu thương kẻ thù nghịch mình? Bạn muốn thay đổi điều gì? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con yêu người khác như Ngài yêu con. Xin chỉ cho con biết cách để thực hiện điều đó trong ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.